mọi người quan tâm á, là chủ yếu là răng có bệnh hay không có bệnh. Nhưng cái răng bây giờ ngoài cái chuyện có bệnh không á, người ta quan tâm tới cái vẻ đẹp nữa. Có hàm răng trắng không, rồi gương mặt nó có đầy đặn hay không. Thậm chí nhiều người còn đi thẩm mỹ cái góc hàm để chỉnh lại giống như gương mặt Hàn Quốc. Thì đối với răng cũng vậy. Thì có khi nhiều khi nào người ta vì đặt cái người muốn cái đẹp như vậy á, người ta đặt những cái răng cái cắm implant á để cho cái hàm răng nó đẹp hơn. Thậm chí là có thể người ta chỉnh sửa những cái răng nào nó lồi lõm, người ta nhổ đi, người ta đặt chấm cái răng khác không? Thì cái đó của bác Đạt nói á, là nó gọi là cái bước tiến của khoa học đó, là chúng ta phải làm sao để cho con người ta nó đẹp hơn nữa, tự tin hơn nữa. Thì khi mà cái răng của mình á mà nó bị xô lệch á, thì xô lệch do cấu tạo tự nhiên, lúc mình sanh ra nó đã xô lệch như vậy, hay là xô lệch do bị mất răng lâu ngày. Thì nếu xô lệch mà do tự nhiên mọc lớn lên nó đã bị mọc ra nó như thế, thì chúng ta sẽ chỉnh răng. Thì mình có thể chỉnh bằng những cái khí cụ bên ngoài như thế này, hoặc là mình chỉnh bằng những cái chỉnh nha mà nó nằm bên trong, nó gọi là khí cụ mặt lưỡi hoặc là khí cụ nằm bên ngoài. Rồi sau khi đây là trường hợp mình chỉnh thì mình sẽ có một hàm răng đều đẹp và rất là tự nhiên. Còn trường hợp thứ nhì là chúng ta bị mất răng rồi mà bây giờ muốn có lại như cũ đó, thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái phục hình tạo lại những cái bị đã mất. Thì phục nghịch ngày xưa thì người ta sử dụng đơn giản là cách làm cầu như thế này, tức là mình mài hai răng hai bên, mình làm một cái trụ gắn vào là để thay cho cái răng mất ở giữa đây. Nhưng bây giờ mình không có làm vậy nữa, mình sẽ đặt một cái implant vào đây, làm cái gọi là cái cùi giả. Sau đó mình có cái chụp, nếu mình phóng lớn thì nó hình ảnh nó như thế này. Nguyên cái này là cái phần trụ implant thì nó sẽ nằm vào trong xương như thế này, cái phần này cùi giả, và chúng ta sẽ có một cái chụp sứ chụp lên. Tức thì là nằm nó trong cái xương hàm của mình luôn. Vâng, nằm trong xương hàm của mình luôn. Thì như vậy là chúng ta khỏi phải đụng chạm đến hai răng thật, vì nó là cái cách tốt nhất mà. Và như vậy thì răng nó rất là cứng. Đúng rồi, nhưng mà nó là một cái răng cần phải chăm sóc đặc biệt. Đối với implant là một cái sự chăm sóc nó đặc biệt. Bởi vì cái răng implant á, thì chúng ta cứ, tôi nói nôm na để chúng ta tưởng tượng rằng nó giống như là một cái bức tường mà chúng ta bắt một cái vít vào trong đó. Thì nếu mà chúng ta treo một bức tranh nhẹ bằng gỗ nhẹ thôi đó, hoặc là mica nọ thôi, thì nó rất là bền. Nhưng mà nếu chúng ta treo lên đó một bức tranh bằng thạch cao thì lập tức trong một thời gian ngắn sau là tuột luôn cái ốc ra. Thì implant cũng vậy, nếu chúng ta đặt như thế này mà chúng ta sử dụng một cái lực nhai, chỉnh sửa một cái lực nhai nó cho nó đều vừa phải, thì rồi, chúng ta sẽ giữ được cái răng này cái suốt răng đời quanh, yeah. Còn nếu chúng ta mà nhai vào nó thái quá, tại vì nó không cảm giác ra nè, thì chúng ta sẽ mất sớm đó. Thành ra là thứ nhất là vấn đề chỉnh sửa cắt răng làm sao cho cái khớp cắt chạm đều nhất. Thứ nhì nữa là hướng dẫn bệnh nhân cách vệ sinh nó, chải rửa nó, tại vì nó là đồ giả, nó không có tự tạo ra cái gọi là cái bù trừ. Trong khi răng thật của chúng ta ăn cộm ăn cứng cỡ nào nó cũng sẽ bù trừ lại được. Nhưng mà giả thì không có bù trừ, nó chỉ có mất đi luôn, tức là nó lắc lư rồi lấy ra luôn. Đã, cái trường hợp nữa là nếu bây giờ chúng ta mất hết toàn bộ răng, thì thay vì chúng ta làm một cái hàm tháo lắp như thế này, thì chúng ta đặt vào đây hai trụ implant để nó tăng sức giữ, và chúng ta làm một cái hàm giả lên trên nó. Thì khi chúng ta ăn nhai và chúng ta cười nói, chúng ta không có cảm giác rằng cái răng chúng ta có thể rơi ra bất kỳ lúc nào. Đó, thì cái implant thì nó có cái tác dụng là thay thế những cái chân răng của chúng ta đã mất đi. Nhưng dù sao nó cũng là phục hình thôi, cũng là đồ giả thôi. Nên chúng ta cũng phải có chăm sóc theo dõi nó. Có những người mà răng mà bị vàng mà không có tẩy